Cô kìa. Kìa con nhìn đi. Được chưa? Đấy, đúng rồi, nhìn đi. Nhìn hướng dẫn kìa. Có dạng chân ra cơ. Đừng để chân này vướng. Tay trái mình làm tay phải thì nó dễ hơn. Tay trái đâu chị, kìa con ấy nước vào. Đúng rồi. Đừng để chân vào vướng ở đấy rồi. Rồi con quay đi, không mẹ quay đâu. Đừng để vướng chân vào chân, đau chân con. Một tay quay. Một tay nặn. Mẹ ta quay hộ con vậy. Rồi đúng rồi, đúng rồi, giỏi quá. Đúng rồi, quay đi. Đúng rồi. Không sao cả, tí rửa tay, rửa chân. Tí nữa rửa. Tí nữa rửa sau con ạ. Rồi, quay đi. Nặn nó cao lên con. Vuốt nó lên, vuốt nó cao lên. Đúng rồi, vuốt lên con ạ. Đúng rồi, vút cao lên mới được thành cái cốc con ạ. Con định làm cái gì? Cái cốc à? Thế con vút mạnh mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Cho hai cái ngón tay cái vào như này nhé, con kẹp chặt vào nó bị xoay thì không biết.